chào những khán giả thân yêu của bản tin Bóng Đá Việt. Thay mặt chương trình, chúc quý vị và các bạn năm mới dồi dào sức khỏe và an lành hạnh phúc. Thưa quý vị, Tết Nhâm Dần năm nay, bóng đá nước nhà đã đem đến cho chúng ta một mùa xuân phải nói là vô cùng đặc biệt và trọn vẹn. Vào ngày mùng 1 Tết, các chàng trai của chúng ta đã đánh bại đội tuyển quốc gia Trung Quốc một cách thuyết phục trên sân nhà. Nếu như thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo gọi, thì những cô gái vàng của huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng trả lời. Một lời đáp trả tuyệt vời và ngọt ngào từ đội tuyển nữ Việt Nam khi đánh bại kình địch Thái Lan ở trận đầu tiên của vòng play-off giành vé dự World Cup năm sau. Đội tuyển nữ Việt Nam đã có được chiến thắng trước Thái Lan, qua đó mở toang cánh cửa đến vòng chung kết World Cup 2023. Giấc mơ mà trong suốt chiều dài lịch sử của mình, các cô gái nữ Việt Nam luôn khao khát và ấp ủ. Đội tuyển Việt Nam sẽ hoàn toàn nắm trong tay quyền tự quyết trong trận đấu cuối cùng gặp Đài Bắc Trung Hoa. Nếu đối thủ có được chiến thắng nhiều hơn cách biệt 2 bàn, hoặc được xử thắng nếu Thái Lan không đủ cầu thủ ra sân, thì đội tuyển Việt Nam sẽ buộc phải thắng Đài Bắc Trung Hoa. Tuy vậy, đây được xem là đối thủ không quá khó đối với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Trong 4 lần chạm trán gần nhất với đối thủ đến từ Đông Á, đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng 1, hòa 1 và thua 2 trận, trong đó có một thất bại trên chấm phạt đền. Bên cạnh đó, kể từ đầu giải, Đài Bắc Trung Hoa vẫn chưa thể hiện được phong độ đáng thuyết phục. Ngoài chiến thắng đậm đà trước đối thủ yếu Iran, Đài Bắc Trung Hoa để thua Trung Quốc 0-4 và rất vất vả mới cầm chân được Philippines để rồi nhận thất bại trên chấm phạt đền trước đại diện Đông Nam Á. Trên bảng xếp hạng của FIFA, tính đến tháng 2 năm 2022, đội tuyển nữ Việt Nam đã đứng ở vị trí thứ 32 thế giới, xếp cao hơn đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa ở vị trí thứ 39 thế giới. Vào lúc này, huấn luyện viên Mai Đức Chung đang gần như có trong tay đội hình tốt nhất khi các cầu thủ đã hồi phục sau Covid-19. Dù chiến lược gia này khẳng định, các cô gái vẫn chưa lấy được thể trạng cũng như cảm giác bóng tốt nhất. Tuy vậy, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có quãng thời gian 3 ngày chuẩn bị quý giá trước khi bước vào một trong những trận đấu quan trọng nhất tại giải đấu năm nay. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa sẽ được diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 6 tháng 2 và được trực tiếp trên các hệ thống của FPT Play. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi và không ngừng nghỉ, dù có lúc tưởng chừng như các cầu thủ nữ của chúng ta phải dừng lại do ảnh hưởng của Covid-19. Tuy nhiên, vượt qua tất cả, những nữ chiến binh sao vàng vẫn hùng dũng tiến lên bằng tất cả sự quyết tâm và tinh thần kiên cường, bất khuất. Họ xứng đáng nhận được nhiều hơn nữa những sự tin yêu từ người hâm mộ bằng vật chất lẫn tinh thần. Mới đây, đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam đã nhận được lời chúc mừng từ Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội, cùng với đó là một phần thưởng xứng đáng. Sau thành tích của đội tuyển Việt Nam thì các cô gái vàng cũng cho thấy không hề kém cạnh khi đánh bại đội tuyển Thái Lan ở vòng play-off giành vé đi World Cup. Chiến thắng tưng bừng của thầy trò ông Mai Đức Chung đã làm nức lòng người hâm mộ trong những ngày đầu năm. Tấm vé đến với World Cup cũng đang đến rất gần. Vì điều này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định thưởng nóng 1 tỷ đồng cho các cô gái ngay sau chiến thắng trước Thái Lan. Theo như chia sẻ của quyền chủ tịch VFF ông Trần Quốc Tuấn, thì Chủ tịch nước ông Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ đã gửi lời khen ngợi đến đội tuyển nữ Việt Nam và chúc đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có kết quả tốt ở trận đấu vào ngày 6 tháng 2 để giành vé vào World Cup nữ 2023. Sau chiến tích vượt qua đội tuyển Trung Quốc và làm nên lịch sử khi là đội tuyển Đông Nam Á đầu tiên giành được một trận thắng tại vòng loại 3 World Cup và đặc biệt là ngay ngày mùng 1 Tết, lúc này chắc chắn tinh thần của các cầu thủ và người hâm mộ cả nước đang lên rất cao. Chúng ta vẫn còn một trận đấu nữa trên sân nhà, đó là màn chạm trán Oman tại lượt trận thứ 9. Chắc chắn sẽ có nhiều khán giả hơn nữa mong muốn được đến sân để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Mới đây thì ban tổ chức sân Mỹ Đình cũng đã có những động thái để chuẩn bị cho trận đấu này. Đây cũng là thông tin cuối cùng của bản tin Bóng Đá Việt ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn tiếp tục có những ngày xuân rực rỡ và phát tài trong năm mới Nhâm Dần 2022. Hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo. Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận gặp đội tuyển Oman trên sân nhà vào ngày 24 tháng 3 tới. Công tác chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng trên sân nhà này đã được chuẩn bị ngay từ ngày hôm nay. Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình đang bắt tay vào cải tổ lại mặt cỏ của sân vận động. Hiện tại, sân Mỹ Đình có hai nhiệm vụ rất quan trọng trong năm nay, đó là chuẩn bị cho SEA Games 31 và trận đấu trên sân nhà còn lại của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ngay ngày mùng năm tới, ban quản lý sân sẽ cho cắt cỏ và trồng lại cỏ mới. Cơ sở vật chất cũng sẽ được đầu tư làm lại nâng cấp. Với việc chuẩn bị kỹ càng như này, ban quản lý sân cùng VFF hy vọng sẽ có thể tăng số lượng vé bán ra ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Oman sắp tới. Số lượng có thể từ 20.000 đến 25.000 khán giả được phép vào sân cổ vũ. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.